tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi đầu cơ găm hàng, xử lý cái hàng gian, hàng giả trong cái dịp Tết Nguyên Đán. Quản lý chợ cũng tăng cường tổ chức kiểm soát từ sáng sớm và kiểm soát các giấy tờ xuất xứ, nguồn gốc rõ ràng. Chúng tôi sẽ có hệ thống app để cảnh báo hàng ngày những cái hàng kém chất lượng hoặc là những cái hàng không đủ điều kiện bán hàng, chúng tôi sẽ loại bỏ ngay lập tức. Thành phố Vũng Tàu với hệ thống phân phối hàng hóa rộng khắp, 13 chợ, 3 siêu thị, 5 trung tâm thương mại, 96 cửa hàng tiện lợi, 11.473 cơ sở kinh doanh, tạo nhiều thuận lợi cho người dân mua sắm và lựa chọn hàng hóa chất lượng, giá cả phù hợp. Qua đó cũng đóng góp rất lớn vào nguồn thu ngân sách địa phương. Cuối năm nhu cầu tiêu dùng tăng cao, diễn biến thị trường cũng phức tạp hơn. Bởi đây là thời điểm gian thương lợi dụng tung ra thị trường những sản phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc. Tác hại của các sản phẩm kém chất lượng tác động đến xã hội rất lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng. Nhưng vì lợi nhuận mà gian thương bất chấp hậu quả để kiếm lời. Vì thế, việc tập trung kiểm tra, giám sát để ngăn chặn thực phẩm bẩn càng được đẩy mạnh. Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu đã ban hành kế hoạch thực hiện cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các tháng cuối năm, dịp trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023. Các nội dung tập trung kiểm tra giấy phép kinh doanh, hóa đơn, chứng từ xuất nhập hàng, các chỉ tiêu chất lượng công bố trên sản phẩm, niêm yết giá sản phẩm, chứng nhận tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm của người trực tiếp sản xuất kinh doanh. Song đó, các cấp chính quyền thành phố cũng chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát các phương tiện vận chuyển hàng hóa vào địa bàn. Tết là thời điểm tiêu thụ thực phẩm lớn trong năm, nhất là các loại thực phẩm, thịt cá, trứng, bánh mứt, kẹo, nước uống có ga và các loại hạt có dầu. Để đáp ứng nhu cầu của thị trường, nhiều cơ sở cũng gia tăng việc sản xuất kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm. Đây là những yếu tố làm tăng nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các tháng cuối năm, dịp trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023. Từ ngày 1 tháng 12, đoàn liên ngành kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực thương mại trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, do Phòng Kinh tế thành phố Vũng Tàu chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính, Đội Quản lý Thị trường số 2, Công an thành phố, tiến hành kiểm tra các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp Tết. Qua kiểm tra, hầu hết các cơ sở sản xuất kinh doanh đều thực hiện nghiêm quy định pháp luật. Quá trình thanh tra kiểm tra, đoàn liên ngành cũng tăng cường truyền thông, phổ biến quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Phòng Kinh tế với vai trò là cơ quan tham mưu thì đã tham mưu ban thành phố xây dựng cái kế hoạch bình ổn thị trường, đảm bảo cung cầu hàng hóa dịp Tết Nguyên Đán 2023, tránh cái tình trạng mà khan hiếm hàng hóa trên địa bàn, tăng cường cái công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi đầu cơ găm hàng, xử lý cái hàng gian, hàng giả trong cái. Đồng hành với địa phương, đoàn kiểm tra giám sát an toàn thực phẩm Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng tổ chức kiểm tra 6 chợ ở thành phố Vũng Tàu là những chợ đầu mối có lượng hàng hóa luân chuyển cao. Qua 100 mẫu thực phẩm chế biến và ăn liền được lấy ngẫu nhiên như bún, phở, bánh canh, chả, thực phẩm muối chua để kiểm tra nhanh dư lượng hóa chất cấm, đều cho kết quả âm tính, đạt yêu cầu lưu hành trên thị trường. Cái dịp gần Tết thì chúng tôi sẽ tăng cường có những cái đợt đi kiểm tra đột xuất tại các chợ để thông qua các cái đoàn kiểm tra để coi như nâng cao cái ý thức của các tiểu thương tại chợ về cái đảm bảo cái vệ sinh an toàn thực phẩm và đảm bảo để mà ngăn ngừa những cái chất mà cấm không có được lưu hành tại chợ để ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân.
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu, Ban quản lý các chợ trên địa bàn cũng đang tăng cường kiểm tra nguồn hàng nhập và bày bán trong chợ mỗi ngày, đồng thời thường xuyên kiểm tra vệ sinh môi trường kinh doanh. Ban quản lý chợ thường xuyên nhắc nhở hộ kinh doanh không bán hàng quá hạn sử dụng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Ban lý chợ cũng tăng cường tổ chức kiểm soát từ sáng sớm và kiểm soát các giấy tờ xuất xứ nguồn gốc rõ ràng. Tiểu thương tại các chợ ngày càng nâng cao ý thức, chỉ kinh doanh những sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ, bảo đảm chất lượng. Mua hàng của công ty luôn chứ không phải là mua hàng trôi nổi ở ngoài, nên của chị tụi chị là mua của hàng công ty luôn, nên là sáng là công ty là phải gần 3 giờ sáng là bắt đầu người ta mới làm xong mang tới đây cho tụi chị là 4 giờ là bắt đầu mình là lúc đó là thịt nó mới tươi mới ấy, xong rồi tới đây là tụi chị mổ ra không có phối cho các tiểu thương. Đấy, có giấy kiểm tra an toàn thực phẩm, có nguồn gốc xuất xứ hẳn hoi, đó thì là an toàn chứ gì nữa, phải không? Cô lấy của người ta đấy, như vậy. Hàng hóa tại các siêu thị, trung tâm thương mại càng được siết chặt về chất lượng và nguồn gốc, được công bố hợp quy hoặc chứng nhận bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Tăng cường kiểm soát hàng hóa hàng ngày á, thì chúng tôi sẽ có cái đội QA sẽ kiểm tra hàng hóa hàng ngày. Song song đó, chúng tôi sẽ kiểm tra vừa là vật lý, cái thứ hai là chúng tôi sẽ có hệ thống app để cảnh báo hàng ngày những cái hàng kém chất lượng hoặc là những cái hàng không đủ điều kiện bán hàng, chúng tôi sẽ lộ quả ngay lập tức. Về cái kiểm soát hàng hóa từ đầu vào á, thì từ đầu vào chúng tôi đã có cái đội VA và đội thu mua sẽ làm việc với nhà cung cấp từ cái công đoạn mà lúc bắt đầu cho đến cái lúc ký hợp đồng với nhà cung cấp. Cái thứ hai là khi hàng về đến siêu thị thì chúng tôi có đội ngũ nhập hàng sẽ kiểm tra đầy đủ tất cả những chứng từ giấy tờ trước khi hàng hóa được vào siêu thị để đảm bảo chất lượng để phục vụ đến người tiêu dùng. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng sản xuất, vận chuyển, kinh doanh hàng giả, hàng lậu, không chỉ góp phần ổn định thị trường dịp cuối năm 2022, Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, mà còn giúp người tiêu dùng tiếp cận hàng hóa chất lượng, giá cả hợp lý. Do đó, ngoài sự vào cuộc của ngành chức năng, người tiêu dùng cũng cần cảnh giác, kịp thời thông báo về đường dây nóng của Tổng cục Quản lý Thị trường theo số 1900 888 655, hoặc liên hệ Tổng đài Tư vấn Hỗ trợ Bảo vệ Người tiêu dùng của Bộ Công Thương theo số điện thoại 1800 6838 để cùng góp phần phòng ngừa, ngăn chặn hàng giả, hàng lậu, kém chất lượng.